mình về, nguyện làm một chiếc lá đa xuân về. Thái độ, cách chúng ta phản ứng trước mọi việc ta làm, mọi người ta gặp và cả với chính ta. Thay vì chỉ tìm hướng đi, chúng ta cần giữ một thái độ đúng. Bởi lẽ khi ta sở hữu được điều này, tự khắc ta sẽ đi đúng đường và thành công sẽ đến với ta. Vậy chúng ta cần giữ thái độ nào để luôn tạo cho mình thế thuận lợi trong cuộc đời? Đó là một thái độ tích cực, chủ động trước mọi vấn đề của cuộc sống, dù nhỏ hay lớn, dù đơn giản hay phức tạp, trong tình yêu đời, yêu người tha thiết. Thầy bảo rằng mỗi lúc mỗi nơi hãy tạo giá trị cho xã hội chung quanh, bất chấp giá trị đó to hay nhỏ. Đây là điểm cơ bản cho phép bạn xây dựng một chỗ đứng ngày càng cao do chính xã hội tặng lại cho bạn. Không nhất thiết là những việc làm to tát, chỉ cần nhặt một tờ giấy bừa bãi nơi công cộng, bạn đã tạo ra một giá trị cho cộng đồng. Nếu khuyến khích người khác cùng làm việc đó, bạn đã thành công trong việc tạo giá trị cho cả bạn đồng hành. Còn nếu bạn khiến mọi người ý thức được không nên vứt rác một cách vô tội vạ, thì trên cả việc tạo giá trị, bạn sẽ còn được công nhận là một người lãnh đạo. Ở nơi nào có trẻ em, nếu sáng tạo ra một trò chơi cho chúng, thì bạn đã tạo ra một giá trị. Nếu tham gia chơi cùng, bạn đã tạo ra một trải nghiệm vô cùng quý báu cho chúng. Còn nếu bạn lôi cuốn được tất cả đám đông cùng chơi, bạn sẽ được xem là một thủ lĩnh. Mỗi giây mỗi phút, xã hội đều khao khát đón nhận những giá trị dù to hay nhỏ từ mỗi cá nhân. Và nếu chính bạn tạo ra những giá trị mới cho tập thể hay một cộng đồng, bạn không cần vỗ ngực, đương nhiên sẽ được xem như một lãnh đạo. Hóa ra, nếu chúng ta dùng thái độ tích cực để nhìn mọi việc, thì chúng ta cũng sẽ hành động tích cực và giá trị mang lại cho chính chúng ta cũng mang vị ấm của tinh thần tích cực ấy trong mọi khoảnh khắc. Tôi nhớ đã nhiều lần mình đã dũng cảm vứt bỏ sự sợ hãi vào sọt rác để đứng trước rất đông người, quy tụ cả một tập thể lớn vào nhiều cuộc chơi thú vị và bổ ích. Trong số đó có không ít em nhỏ hồn nhiên và đầy hào hứng. Sau những thời khắc đó, tôi nhận ra rằng chính tôi đã góp phần gieo những rộn ràng cho những nơi tôi qua, xây những nụ cười tươi mới nơi các thiên thần nhỏ. Tôi lại được thương yêu trong tình đồng đội, được đón nhận những nguồn năng lượng căng tràn trong tim từng ngày. Vậy ra, chính thái độ tích cực đã tạo ra giá trị cho chính tôi và những người xung quanh tôi. Tôi đón nhận nó để tiếp tục khơi nguồn sáng tạo cho công việc, học tập để mỗi ngày lại tiến thêm một tí, như lời thầy chia sẻ. Thành công không nằm ở một lĩnh vực, mà nằm ở vị trí của bạn trên bản đồ hoàn cầu. Nếu mỗi ngày sản phẩm của bạn tốt hơn lên, đẹp hơn lên với mức giá hợp lý, thì tôi sẽ không ngần ngại khẳng định bạn đã chọn đúng lộ trình. Nhưng đây là lộ trình leo núi, chứ không phải lộ trình chọn lĩnh vực hoạt động. Bạn ạ, mỗi ngày tiến một tí đã là châm ngôn của tôi trong nhiều năm. Không ai có thể xây thành Rome trong một ngày. Không ai mới sinh ra đã biết hết, hiểu hết, lý giải được hết, thực hiện được hết. Chúng ta có cả một cuộc đời để học thêm và trau dồi khối kiến thức và kỹ năng. Chúng ta chỉ hơn nhau ở sự học tập miệt mài và tiến bộ không ngừng. Đành rằng có rất nhiều người thành công sau một đêm, nhưng sự thành công không phải là một lý do để ngừng việc học hỏi. Ở ngay thời điểm này, ngay lúc này, không chần chừ thêm bất kỳ phút giây nào, chúng ta hãy làm tốt nhất những điều nhỏ nhất. Ắt rồi những hạt mầm mang tên hạnh phúc sẽ gieo xuống trong bạn và những người xung quanh. Tất cả đều xuất phát từ tư duy tích cực và một nỗ lực tiến về phía trước. Thầy phân tích rằng, thái độ tích cực không chỉ là một phản ứng tâm lý, mà còn là động lực của sự thay đổi, của sự phát minh. Bạn càng suy nghĩ tích cực thì bạn sẽ càng phong phú trong suy diễn. Tinh túy của bạn sẽ mang lại tinh hoa cho người xung quanh. Trên hành trình làm người, mỗi chúng ta luôn tiếp tục để khám phá chính mình và khám phá cuộc sống. Hành trình ấy không ngừng lại, vì những bất ngờ vẫn luôn luôn ở phía trước, mà ta mới chính là người có quyền năng tối thượng để khai mở cho đời thênh thang. Hãy đi tới và đi tới mãi,
Hãy tiến lên và tiến lên mãi. Hãy học hỏi và học hỏi mãi. Và hãy cố tìm hiểu giới hạn của chính mình. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng. Mình về nơi đây, cái miền không.